tại sao không nên bán đa ngành hàng cho một gian hàng? Các bạn có biết tại sao không ạ? Có một trường hợp hỏi như thế này. Ở nhà, vợ của anh đó thì bán quần áo thời trang, mẹ thì bán bách hóa, còn anh ấy thì bán linh kiện điện thoại. Anh ấy muốn gom chung cho một gian hàng để tận dụng một nguồn traffic, không mua cái này, mua cái khác. Như vậy có hợp lý không ạ? Không hợp lý các bạn nhé. Vậy thì tại sao chúng ta không nên bán đa ngành hàng cho một gian hàng? Các bạn hãy theo dõi đến cuối video nhé. Rồi, khi vào web Lazada thì chúng ta sẽ nghiên cứu được cây danh mục ngành hàng. Tức là chúng ta sẽ nghiên cứu được là trong ngành hàng chúng ta nên bán những sản phẩm như thế nào. Vậy thì nếu chúng ta bán kim từ điển hoặc là những cái thiết bị số thì chúng ta là phụ kiện điện tử. Còn nếu mà vào trong những ngành hàng khác nhau thì chúng ta sẽ biết được rằng là mỗi một ngành hàng thì có những rất đa dạng ngành hàng, và chúng ta sẽ hiểu được rằng là trong ngành hàng chúng ta nên bán những sản phẩm như thế nào. Từ đó thì chúng ta sẽ mở rộng được tệp khách hàng của chúng ta chung một nhu cầu. Nếu như mà khách hàng có chung một nhu cầu thì lập tức rằng giá trị AOV của gian hàng bạn sẽ cao hơn nhiều nhé. Nếu bạn thuộc ngành hàng bách hóa, hãy nghiên cứu danh mục ngành hàng cấp 2, cấp 3 để mở rộng gian hàng của mình đúng tới tệp khách hàng của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào một sản phẩm, đó là sữa tiệt trùng thuộc ngành hàng bách hóa. Nếu các bạn đang kinh doanh sữa thì không thể nào bỏ qua được sữa tiệt trùng, đúng không ạ? Thêm vào đó, chúng ta có thể nghiên cứu những cái dòng sữa khác để giúp cho khách hàng trải nghiệm mua sắm nhiều hơn tại gian hàng của chúng ta nhé. Vậy thì chúng ta nên bán đa dạng ngành hàng hay chỉ một ngành hàng trong một gian hàng? Các bạn hãy tập trung vào thế mạnh, đặc điểm thế mạnh của mình để nâng cao giá trị cạnh tranh của gian hàng của mình trước tiên. Nếu muốn mở đa dạng ngành hàng thì hãy mở nhiều shop, mỗi một shop là một ngành hàng khác nhau. Quan trọng nhất là chúng ta tìm ra một sản phẩm chủ lực trong ngành hàng để kéo gian hàng đi lên nhé mọi người. Chúc mọi người thành công. Vừa rồi thì Duy đã phân tích cho các anh chị biết rằng là chúng ta không nên bán đa ngành hàng cho một gian hàng. Hãy thực hiện xuyên suốt trong gian hàng và chọn cho mình những sản phẩm chủ lực để giúp gian hàng phát triển một cách bền vững nhé. Hãy subscribe ngay kênh YouTube Học viện Lazada và đón xem nhiều bài học hữu ích đến từ các diễn viên của Học viện. Đăng ký ngay